Chào mừng các bạn đến với kênh Vị Channel, mình là Thùy Dung. Ở nhà bạn có nuôi em thú cưng nào không nhỉ? Bạn có nghĩ rằng thú cưng nhà bạn sẽ ghen tị khi thấy cảnh này? Có lẽ chúng sẽ ước mình được trải nghiệm một lần cho sướng khi được sống trong gia đình hoàng gia sau khi xem hết video này. Bạn có biết thú cưng hoàng gia là những con vật may mắn, được yêu mến, được sống trong nhung lụa, ngồi mát, ăn bát vàng, đúng nghĩa như những thành viên hoàng gia. Chúng có người chăm sóc riêng, từ chuyện ăn mặc, đi ngoài, được đi máy bay cùng chủ nhân. Đôi khi chúng chỉ cần nằm há miệng cũng có người hầu đút cho. Và dĩ nhiên có những con vật cho tiền chúng ta cũng chưa chắc sở hữu nổi. Đầu tiên phải kể đến nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Vâng, nữ hoàng là người vừa có quyền lại vừa có tiền, nên cũng có vài sở thích to to, sở hữu vài em thú cưng bé bé như thiên nga, cá heo, cá voi, cún cưng. Nữ hoàng Elizabeth sở hữu tất cả cá heo ở Vương quốc Anh. Ở một số quốc gia, nuôi cá heo không bị coi là phạm pháp, chúng ta còn thấy các nghệ sĩ biểu diễn xiếc cùng cá heo. Tuy nhiên, ở Vương quốc Anh, nếu chưa được phép thì chúng ta hẳn sẽ phải đi bóc nịch dài dài đấy. Vua Edward từng ban lệnh rằng tất cả cá tầm, cá heo bị bắt hoặc tình cờ mắc cạn ở Anh quốc thì đều được công nhận là cá hoàng gia. Nói thiên nga, hàng trăm năm trước, thiên nga được canh gác và đếm với số lượng cẩn thận. Thậm chí, nếu có người giết hoặc làm thiên nga bị thương, ăn trộm trứng, đều bị đối diện với các hình phạt cực kỳ nghiêm khắc. Elizabeth II rất cưng chiều những chú chó giống Corgi của mình. Vua George đã tặng con gái Elizabeth nhân dịp sinh nhật 18 tuổi. Chú chó Corgi được đặt tên là Susan. Đến nay, người đứng đầu hoàng gia Anh đã có hơn 30 con chó giống Corgi. Số 2, chú chó Newport của công nương Kate Middleton. Đây là món quà của công nương nhận được sau khi đám cưới vào năm 2011. Sẽ không có gì là lạ khi chú chó hoàng gia này được ngủ trên giường chạy bằng vải bông Ai Cập quý giá đắt đỏ. Số 3, nữ công tước Congel Kemena, vợ của thái tử Charles, cùng hai chú cún cưng. Bà Kemena nhận nuôi hai chú cún cưng này tại một trung tâm cứu hộ chó, mèo vào năm 2012. Pell là chú chó ngoan nhất, trong khi Bluebell đã hiếu thắng và vui nhộn. Bà Kemena mô tả hai chú cún cưng của mình. Số 4, công chúa Susanne, cháu gái của nữ hoàng Anh Elizabeth, cũng sở hữu một chú cún cưng giống Norfolk Terrier được đặt tên là Rex. Giá khoảng 50 triệu một em, giống loài can đảm, thông minh và hòa đồng. Thú cưng của hoàng gia còn có một chú chuột hamster của công nương Kate. Bản tin hoàng gia Anh chào đón thành viên mới hồi đầu năm 2016, chú chuột hamster Marfin. Đây là món quà hoàng hào của công nương Kate tặng con gái Charlotte với vẻ ngoài bụ bẫm, hiền hòa, rất dễ thương phải không nào? Số 6 còn có cả ngựa của cháu gái nữ hoàng Anh Elizabeth, Zaza Tinda, cùng chú ngựa cưng Tortel đã giành huy chương vàng tại các giải đua ngựa thế giới và châu Âu. Để thuần phục được giống ngựa mã này, đòi hỏi chủ nhân phải bản lĩnh, hiểu được nó, đúng là con nhà tông, không giống nông, cũng giống cánh. Số 7, nữ hoàng Anh Victoria nổi tiếng là người yêu thích chó cưng và đã nuôi ít nhất 88 chú chó trong suốt cuộc đời mình. Gia tài cúng cưng rất ư là đồ sộ phải không? Đây là chân dung chú chó đét của nữ hoàng Anh Victoria. Chú chó này thì chết vào năm 1840 và được chôn trong vườn lâu đài Windsor. Số 8, hoàng tử xứ Wales Edward 7 sở hữu chú chó rất nổi tiếng tên là Caster. Chú chó đi theo Edward khắp mọi nơi, kể cả khi ông họp với các chính trị gia. Khi ông qua đời, Caster vẫn đi theo linh cữu của ông, một giống loài rất trung thành với chủ nhân, đến chết cũng chẳng nỡ rời xa. Số 9, thủ tướng Anh Winston Churchill, người hùng của nước Anh suốt Thế chiến thứ nhất, thứ hai, nuôi rất nhiều mèo cưng, trong đó nổi tiếng nhất là chú mèo có tên Nelson. Số 10, thái tử Đan Mạch Frederick và công chúa Mary đã nhận được món quà là chú chó Zicky thuộc giống Border Collie. Khi họ kết hôn vào năm 2005, chú chó Border Collie từ lâu đã được biết đến với giống chó thông minh nhất thế giới, có nguồn gốc từ giống chó chăn cừu Vương quốc Anh. Số 11, vua Louis 14 của Pháp từng sở hữu chú chó cưng giống Toy Poodle. Toy Poodle là loài chó thông minh, nhỏ nhắn, đáng yêu, học hỏi nhanh và dễ dàng huấn luyện, có giá tầm hơn 100 triệu Việt Nam đồng một con thôi. Được chọn là thú cưng hoàng gia, nghe cái tên đã nói lên tất cả, từ độ quy cách hoàng gia cho đến tập tính sống. Được khám sức khỏe định kỳ, chúng cũng được dạy dỗ bài bản hơn hẳn những giống loài bình thường. Chúng được huấn luyện để nghe lời chủ nhân trong vương quốc của mình. Nếu chẳng may có ai dám động vào thú cưng của hoàng gia thì chắc hẳn phải ăn cơm tù hoặc đầy đến phương xa chịu phạt. Vì vậy mới có các bộ phim chú chó hoàng gia để mô phỏng. Bạn nghĩ sao về những loài thú cưng được hoàng gia sủng ái trên đây? Nhìn nhận ở một góc độ khác đi thì ở đâu cũng có những điều tốt, nhưng những chú cún nhà mình thì chúng được tự do, được đùa giỡn cùng bầy chó mèo nàng, hay được luôn bên cạnh chủ nhân của mình cũng là một điều may mắn. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì ấn đăng ký và ấn thích để không bỏ lỡ những video hấp dẫn khác. Xin chào tạm biệt.